Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị một miếng đất, một mẫu 2 lúa nha tất cả anh chị, 12.000 mét vuông đất lúa. Thì trên màn hình tất cả anh chị là đây đường vào đất nha. Thì lô đất này cách quốc lộ N2 chỉ có 800m nha tất cả anh chị, cách quốc lộ N2 rất là gần luôn. Thì xe du lịch 16 chỗ có thể chạy tới đất nha tất cả anh chị. Thì khu vực này thì các khách hàng, các nhà đầu tư ở khu vực Sài Gòn, khu vực Đức Hòa hay thường qua mua ở nơi đây nha tất cả anh chị. Diện tích là 1 mẫu 2, 12.000 mét vuông, ngang là 49m, chạy dài 290m. Tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho tất cả anh chị xem rõ hình dạng lô đất như thế nào luôn nha. Từ ngay chỗ vị trí lô đất thì ra tới trung tâm Thạnh Hóa của thuộc huyện Thạnh Hóa là 8,5km nha tất cả anh chị. Còn từ Sài Gòn anh chị nếu mà đi theo cao tốc, theo quốc lộ 62 về trung tâm Thạnh Hóa là khoảng 64km. Mình chạy tới đất nữa cũng chạng chạng cỡ 70km nha tất cả anh chị. Còn các anh chị khu vực Sài Gòn mà mình đi theo quốc lộ N2 khu vực Đức Hòa thì mình về gần hơn nha tất cả anh chị. Thì phía trước lô đất nó có một con sông, sông này cũng rộng khoảng cỡ 15m. Khu vực này điện nước đầy đủ nha tất cả anh chị. Đất diện tích là 1 mẫu 2, 12.000 mét vuông. Thì các anh chị mua sở hữu thì mình về các cái nhà mình ở cũng được, dành cho các anh chị nào mà thích một cây mảnh đất phía trước các nhà, phía sau làm vườn á, lên vườn trồng cây ăn trái cũng được nha các anh chị. Cái bên thì nhà cái bên ta đang trồng dừa đó, dừa trái cũng có trái nha các anh chị, một hàng dừa luôn đó. Thì đất giáp ranh từ bên đó đi ngang qua là 49m, chạy dài luôn 290m nha các anh chị. Xe hơi tới đất, xe du lịch 16 chỗ là tới đất nha. Điện nước đầy đủ. Thì lô đất này có hướng là hướng Tây Bắc nha tất cả anh chị. Rồi em cũng không để cho tất cả anh chị đợi lâu, em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này nha. Thì chủ bán với giá là 300 triệu trên 1.000 mét vuông nha tất cả anh chị. 300 triệu trên 1.000 mét vuông. Thuộc xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, với diện tích là 12.000 mét vuông. Thì 300 triệu ngàn mét vuông là miếng đất này là 3 tỷ 6 nha tất cả anh chị. Nói chung thì em luôn cập nhật giá bán chính chủ lô đất này, chủ bán giá như thế nào em báo như vậy nha tất cả anh chị. Và những sản phẩm bất động sản bên em, các anh chị sẽ được gặp chính chủ nha. Ai đứng tên đất là anh chị sẽ gặp được người đó, gặp đúng theo người đó luôn nha tất cả anh chị. Thôi mình về giá cả này kia là của chủ hết nha. Trên màn hình tất cả anh chị, đây là hướng Tây Bắc, là hướng của lô đất nha. Đây mặt tiền của nó là 49m, chạy dài lô vô là 290m nha tất cả anh chị. Thì các anh chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý, phù hợp với mình thì anh chị hãy mạnh dạn liên hệ vào số điện thoại 0828367167, gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị. Em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền, phù hợp vào hướng và phù hợp vào phong thủy luôn nha. Còn đây là khoảng cách giữa cái lô đất về tới trung tâm Thạnh Hóa là 8,5km, còn cách quốc lộ 62 là 800m nha tất cả anh chị. Rồi, các anh chị cũng đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh nha tất cả anh chị, để cập nhật những video mới nhất của bất động sản nha. Biết đâu đó là một sản phẩm bất động sản phù hợp với anh chị nha. Rồi, em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước, lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công.
Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.